Em xin chào tất cả các bác yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày lễ thì em chúc các bác nhiều niềm vui và sức khỏe. Hiện thì trên cộng đồng mạng đang xôn xao nói về cây phi điệp mặt bông hồng. Thì nội dung này gây tranh cãi rất là nhiều để xác định được đâu là một bông phi điệp được đánh giá là mặt bông hồng. Do đó thì em sẽ làm cái video này để cho chúng ta tất cả cùng chơi và nắm được và hiểu được cái giá trị của một bông phi điệp hồng các bác nhé. Mời các bác cùng xem. Các bác mới được nhìn thấy một bông phi điệp mà em mới quay đúng không ạ? Cái sắc tố hồng rất là nhiều. Và có lẽ nhiều bác khi thấy em quay được cái mặt bông này thì cũng đã nói lên là đây là một bông hồng đẹp quá. Nhưng mà thực sự mà nói thì nó không phải là bông hồng các bác nhé. Nó chưa đạt chuẩn để nói rằng nó là một bông hồng. Bởi vì một bông phi điệp hồng á, nó có một cái giá trị rất là cao. Vì sao mà nó lại cao như vậy? Bởi vì nó được đánh giá rất là kỹ ở nhiều yếu tố để đưa nó vào một cái mặt bông riêng, đó là mặt bông hồng. Nó không phải là mặt bông năm cánh trắng, không phải là mặt bông ám, không phải là mặt bông tím, mà nó đứng riêng ra độc lập là một bông hồng. Để đánh giá một bông hồng thì sẽ dựa vào những yếu tố nào? Chúng ta cùng xem nhé. Hiện thì trên thị trường chúng ta đang rất là dễ tính trong cái việc mà đánh giá mặt bông và đưa nó vào một dạng cái mặt bông mà nó đã có thương hiệu hoặc là một cái giá trị nhất định, thường là giá trị cao đó các bạn. Cho nên cái việc mà chúng ta không có xác định được tông màu và đánh giá được mặt bông thì rất hay dễ bị nhầm lẫn. Điều này không phải là chỉ mình các bác chơi lan đâu, mà rất nhiều những anh em kinh doanh lan, và có những người thì kinh doanh lan cũng khá là có tiếng trong thế giới hàng va, đôi khi người ta cũng không có xác định được đấy là bông được đưa vào chuẩn gì, từ đó phát ngôn ra những cái giá nó không có phù hợp. Thì trước hết thì chúng ta xem lại để xác định về vấn đề tông màu các bác nhé. Chúng ta đang nhìn thấy một bông hoa phi điệp, thì với bông này thì nhìn như thế này thì chúng ta sẽ nói rằng đây là một bông năm cánh trắng, mũi trắng. Đấy. Cái phần cuống của nó rất là xanh đúng không ạ? Tuy nhiên đã là chơi bông thì nó phải chuẩn chỉnh, chứ không phải là muốn nói gì thì nói. Thì đây vẫn chỉ là một bông ám các bác nhé. Bông ám thì nó có một cái biên độ rất là rộng, từ ám nhẹ cho đến là ám nặng. Ám nặng là cái ám mà gần như là trắng, mà chỉ cần một cái sắc tố tím nhỏ thôi thì nó vẫn chưa đưa vào cái khuôn khổ của một bông trắng được. Gọi là năm cánh trắng mà, thì không thể nào nó là có một tí tím mà chúng ta lại bảo thôi một tí tím này cho nó là bông trắng. Không phải. Đôi khi phải dùng kính hoặc là phải nhìn rất kỹ mới ra được một chút xíu tím nào đó, nhưng mà nó là còn tím thì vẫn gọi nó là một bông ám các bác nhé. Đấy. Thì chúng ta xem tông màu đó. Đây là tông màu trắng nha, nhưng mà nó là cây ám. Tiếp theo thì các bác đang được nhìn thấy một bông phi điệp tím, đúng không ạ? Bông phi điệp tím. Đó. Thì khi ta nhìn như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái cánh vai của nó khá ok đúng không? Cũng là cái màu khá trắng. Nhưng mà chúng ta nhìn được sau này, quan trọng nhất vẫn là soi tất cả mọi cái khía cạnh của bông hoa thì nó đang còn những cái sắc tím khá đậm. Đây, những cái sắc tím khá đậm. Thì bông này cũng chưa thể đưa nó vào bông ám được đâu các bác. Cũng gọi nó là phi điệp tím thôi. Nhưng mà đây là một cây dạ, cây lưỡi tím, đúng không ạ? Có nghĩa là một dạng bệt không hoàn toàn, mà chúng ta bóc tách ra đưa nó về dạng lưỡi tím nha. Còn đây, các bác đang nhìn thấy đây là một bông phi điệp, gọi là phi điệp tím theo đúng nghĩa của nó. Đó là cái phần cánh, đúng không ạ? Đó, phần cánh rất là rõ. Tại vì thường là nhìn bông hoa chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái phần cánh, sắc tố của cánh trước đó, màu tím. Mắt, lưỡi, tất cả mọi cái, mắt, mũi, đúng không ạ? Đều là màu tím, thì đây gọi là phi điệp tím, đúng không ạ?
Còn đây chúng ta nhìn tổng thể của chậu lan này, chi chít hoa luôn, một cây thân thủ đúng không ạ? Hoa rất là nhiều, cả hoa và nụ nữa luôn. Và chúng ta nhìn thấy, đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó là một sắc hồng đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn tổng thể nó là một sắc hồng, khá là hồng. Nhưng mà chúng ta lại cận cảnh để soi, để xác định xem nó thực sự đã được đánh giá là một bông hồng chưa. Đấy, cây này mới nở buổi sáng ngày hôm nay và hiện tại bây giờ mới đâu 9 giờ hay 8 rưỡi gì đó thôi. Thì nó chưa được căng và đẹp lắm. Đó. Thì chúng ta sẽ đánh giá cái bông này xem nó đạt chuẩn của một cái bông phi điệp hồng hay chưa các bác nhé. Như vậy thì để đánh giá là một mặt bông phi điệp hồng thì chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố nào? Đầu tiên là các bác phải xác định được cái tông màu hồng các bác nhé. Chúng ta phải nắm được về cái cơ bản này trước. Đây là một yếu tố rất là quan trọng. Thì đối với cây hồng thì nó sẽ có những cái tông màu nào? Chủ thể của nó sẽ là màu hồng. Tuy nhiên cái gam màu hồng nó cũng khác nhau đấy các bác. Nó có cái giải phân cách màu cho nên nó cũng khác nhau. Ví dụ là nó có là hồng phai này, rồi là hồng cánh sen này, hồng đào này, một cái hồng nữa đó là hồng phấn đó. Đấy, chúng ta riêng về màu hồng thôi chúng ta đã phải có những cái gam màu như vậy rồi. Đấy, có cái giải màu của nó chứ không đơn giản. Chính vì điều đó cho nên anh em rất dễ nhầm lẫn giữa cái tông màu hồng và tông màu tím. Đấy, màu hồng nếu như mà chúng ta đôi khi cái màu tím mà nó nhạt nhạt một chút thì chúng ta dễ nhầm lẫn nó sang màu hồng. Nhưng mà một người tinh tế thì sẽ xác định được đâu là màu hồng và đâu là màu tím. Đấy, hai cái này nó khác nhau đấy các bác. Đấy, nội dung đầu tiên là chúng ta phải nắm được về tông màu nhé. Có nghĩa là cây hồng thì nó phải là màu hồng. Còn màu hồng thì nó có cái giải màu thì chúng ta phải xác định được gồm những cái màu nào. Em nhắc lại thì thứ nhất là màu hồng cánh sen này, thứ hai là hồng đào này, thứ ba là hồng phấn này, thứ tư là hồng phai này. Đó, đấy là bốn cái tông màu hồng đấy chứ. Rồi bây giờ thì đã xác định được hồng rồi thì chúng ta lại phải xác định được yếu tố thứ hai là gì. Bởi vì khi nhìn tổng thể của một bông hoa đó, nhìn tổng thể của một chậu này, à thì đây đúng là chậu hồng rồi, màu hồng đúng không ạ? Nhưng mà nó có được đánh giá là cây hồng hay không thì nó phải yêu cầu gì nữa. Đó. Chúng ta sẽ xác định ba cái yếu tố ở trên cái cây này. Một là màu của cánh. Em lưu ý là đây đang nói về màu nhé. Màu của cánh có nghĩa là cái bộ năm cánh đúng không ạ? Cái thứ hai là màu của mắt. Đó. Cái thứ ba là màu của mũi. Đó. Như vậy để đảm bảo được một bông hồng thì ít nhất phải đảm bảo được cơ bản ba yếu tố là cánh, mắt và mũi là phải màu hồng. Có nghĩa là nó mang cái tính chất là đồng nhất, đúng chưa? Đồng nhất các bác nhé. Mắt, mũi và cánh là phải màu hồng, được chưa? Nó phải màu hồng đã. Còn một yếu tố kèm theo nữa để đánh giá nó là một bông hồng đó là gì ạ? Ngoài mắt này, mũi này, cánh này, màu hồng này thì nó chỉ có hai gam màu trong cái bông hoa đó. Có nghĩa là trong bông hoa này nó chỉ có hai gam màu thôi. Một là màu hồng mà hai là màu trắng. Đó, nó chỉ có hai gam màu này, màu hồng và màu trắng. Nếu như có một cái màu thứ ba thì nó không gọi là bông hồng. Các bác thấy nó kỹ không ạ? Chính vì các yếu tố đánh giá kỹ như vậy cho nên mặt bông hồng luôn luôn có một cái giá trị rất là cao, chứ nó không đơn giản. Không thể lấy một cái cây nào đó gần gần như bông hồng để nói rằng nó là một bông hồng rồi đưa nó vào một cái chuẩn giá của một cái bông hồng được. Nó khác nhau rất là nhiều. Giờ thì có thể sẽ có bác hỏi em rằng là chúng ta đã xác định được cái tông màu hồng của nó gồm có 4 giải đúng không ạ? Bây giờ nếu như nó không đồng nhất về cái tông màu đó mà nó vẫn là màu hồng, nhưng ví dụ là nó đan xen giữa
màu hồng đào và màu hồng phấn thì có được đánh giá là cây hồng hay không? Em ví dụ như là cánh của nó là hồng phấn và mắt của nó là hồng đào thì có được đánh giá là cây hồng hay không? Thì theo định nghĩa nó được đưa vào là một bông hồng các bác nhé. Bởi vì nó vẫn là gam màu hồng, đúng không ạ? Nó chỉ khác nhau một chút về cái giải màu thôi, khác nhau một chút thôi. Đó, thì nó vẫn được đánh giá là một bông hồng. Tuy nhiên, xét về mặt giá trị thì nó lại sẽ không cao bằng một cái bông hồng mà tất cả các bộ phận về cánh, về mũi, về mắt của nó là cùng một giải màu, có nghĩa là cùng tông màu. Đây được gọi là đồng nhất màu, đúng không ạ? Ví dụ như hồng đào thì vừa mắt, mũi và cánh đều là hồng đào, thì khi đó đây là một bông hồng được đánh giá rất là cao. Đó. Thì em đã chia sẻ cho các bác về cách để nhận diện một bông hồng và cái chuẩn đánh giá của nó là như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng nó khá là khắt khe, đúng không ạ? Không ai mà bỏ ra vài chục triệu đến vài trăm triệu để mà mua một cái gì đó mà nó xuề xòa, nó đơn giản được đâu. Khi mà người ta bỏ ra số tiền lớn thì đồng nghĩa vấn đề các cái yếu tố đánh giá ở trong đó nó phải rất là cao các bác nhé. Nhiều khi chúng ta chơi hoa, chúng ta cứ nhìn vào một bông hoa và thấy ố sao bông này giá cao vậy mà bông kia lại thấp. Đấy là do chúng ta chưa có kỹ trong cái việc là đánh giá tỉ mỉ chi tiết về những cái bộ phận, những cái tính chất ở trên cái bông đó. Đây là mới nói về cái vấn đề là gì ạ? Mặt bông thôi. Còn với riêng em thì để một cây lan hay chậu lan, một giống lan mà nó có một cái giá trị cao thì nó không phải nằm ở mình bông. Tất nhiên bông nó là vấn đề là chủ đạo rồi. Nhưng với riêng em thì bông và sẽ bao gồm ít nhất là hai cái yếu tố kèm theo nữa. Đây là hai yếu tố không kém phần quan trọng để nói lên cái giá trị của một bông hoa. Thì em xin phép chia sẻ nhé. Đối với một chậu phi điệp thì với riêng em, đầu tiên là mình phải nhìn vào cái hệ thống thân lá. Đây gọi là dòng thân gì, đúng không ạ? Ví dụ như là người ta thường nói nhau là chơi theo xu hướng mà trường phái thân lá hay là mặt bông, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta đã thấy à, nó là một bông hồng rồi đấy. Nhưng mà phải xem cái tố chất thân của nó đạt được cái gì. Để chúng ta tổng thể của nó là cái giá trị của cả cái giống này hoặc cái cây này bao nhiêu tiền là nó xứng đáng. Thì cái thứ hai trong vấn đề mặt bông đó chính là thân và lá. Đối với em thì một cây thân thủ nó có một cái giá trị rất là cao. Bởi vì em rất thích chơi những cái dòng mà thân thủ. Nếu mà thân thủ mà hoa đẹp nữa thì lại quá tuyệt vời. Cho nên là sự kết hợp giữa thân thủ và hoa là một cái mà em được luôn luôn quan tâm. Chúng ta thấy đây chính là dòng thân thủ nhé. Chúng em có hai chậu, một chậu này và một chậu này. Đó. Hai chậu này thì được tách ra để trồng độc lập. Trước kia thì nó là cùng một khóm, tách ra độc lập đấy. Thì chúng ta nhìn thấy này, đó là cái thân của nó. Thân của nó bây giờ thì nó là xấu nhất rồi, nhưng mà xấu thì không phải là chúng ta bỏ qua, mà chính cái vấn đề xấu lại là cái yếu tố để chúng ta đánh giá được cái tố chất của cây các bác ạ, tố chất của thân. Đó. Thì dòng này là dòng thân thủ, thân cũng khá to nhé, đây nó bị tóp lại rồi, thân khá to. Đó. Và đốt rất ngắn luôn đấy, các cái đốt cực kỳ ngắn luôn. Đó. Thì đây là được xếp vào dòng thân thủ, thân to đốt ngắn, đúng không ạ? Đó. Như vậy là yếu tố thân lá rất là quan trọng để chúng ta sau này có được những cái chậu lan đẹp to. Còn có nhiều cây á thì hoa rất là đẹp nhưng mà chúng ta thấy rồi, cây thì quanh năm suốt tháng teo teo tóp tóp rất là nhỏ nhỏ xíu luôn. Đó. Có những cái dòng mà thân nó nhỏ li ti nhỏ xíu lắm các bác, nó như cái đầu đũa nhưng mà hoa nó rất là đẹp. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết là gì ạ, không biết đến thân mà chúng ta chỉ quan tâm thấy người ta quay cái mặt hoa, ôi đẹp quá, và chúng ta hướng đến mặt hoa mà ta bỏ qua cái yếu tố về thân. Đó. Có một cái là chúng ta đang gọi là trường phái chơi theo mặt hoa thì lại hay bỏ qua cái vấn đề thân. Em thấy đây là một cái vấn đề mà
đang còn thiếu sót, chưa kỹ lưỡng trong vấn đề chọn giống. Cái vấn đề thứ hai, đây là một cái mà em sẽ chia sẻ để chúng ta cùng nắm được, đó là cái tính chất siêng hoa. Tính chất siêng hoa các bác nhé. Các bác đang nhìn thấy một cái chậu phi điệp, hoa nó chi chít chỉ chịt, đúng không ạ? Cái này để treo thì nhìn từ xa đã thấy nó đẹp rồi, chứ đừng nói là lại gần để soi bông hoa. Đấy. Vì sao mà nó lại nhìn xa đẹp? Bởi vì nó là dòng sai hoa. Không phải cây phi điệp nào nó cũng sai hoa. Có những cây phi điệp nó rất là khó hoa, hoặc là nó ra hoa rất ít, nó chỉ có một vài bông thôi. Đấy. Thì đấy là cái dòng mà nó khó hoa, còn đây là dòng sai hoa. Sai hoa là một cái tính chất rất là tuyệt vời, để chúng ta khi trồng và chăm sóc, cứ đến mùa của nó là nó tự khắc nó ra hoa, không cần tác động, không cần cái gì cả, nó tự khắc nó ra hoa. Đấy là cái đặc tính của cây. Nó chi chít chỉ chịt nụ luôn. Và hoa của nó như thế này đấy, chùm dọc đen luôn, đúng không ạ? Thì đến nội dung này thì em chia sẻ cho các bác cùng nắm được một cái vấn đề, đó là cái tính chất sai hoa giữa hai cây hàng va, để cho các bác cùng nắm được. Trên thị trường có cây năm cánh trắng Phú Thọ và cây năm cánh trắng Hiền Oanh, hay còn gọi là HO, đúng không ạ? Hai cây chúng ta đã quen thuộc rồi. Đó. Và có một cái là gì? Khi anh em chơi hoa mà chưa đủ về thời gian, chu kỳ, thì chúng ta chưa đủ để đánh giá được cái cây đấy nó đã đảm bảo được các cái yếu tố cao nhất hay chưa. Ví dụ như cây năm cánh trắng Phú Thọ là một cây mà khá là ok theo em đánh giá. Bởi vì nó có một cái tính chất là nó siêng hoa, có nghĩa là nó rất dễ để ra hoa các bác. Còn bên cạnh đó là cây HO. Cây HO thì nó có cái tính chất siêng hoa, hoặc là nó khả năng ra hoa nó khó hơn. Đó, nó khó hơn chứ không đơn giản đâu. Nhìn thân lá mọi cái là chúng ta cứ hình dung à sau này nó ra hoa nó chắc nó sẽ đẹp lắm, nhưng mà không phải như vậy đâu các bác. Nó rất khó ra hoa đấy. Cho nên trên thị trường Việt Nam, nếu những người mà sở hữu cây HO thì bây giờ rất nhiều rồi. Bởi vì sau 1-2 năm mà xuất ra giống ra thị trường thì nó rất là nhanh để có được cái số lượng. Tuy nhiên những người mà có được cái mặt bông chính chủ của cây HO á, thì theo em nghĩ nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà bán hàng HO thì tràn lan lên thị trường. Và mặt hoa thường là mặt hoa vay mượn của nhau, chứ nó không có mặt hoa chính chủ. Mặt hoa chính chủ ít lắm. Đó. Thì chúng ta mới thấy rằng là gì ạ? Một cây phi điệp mà có cái tính chất sai hoa thì nó cũng là một cái giá trị rất là cao, mà đôi khi thời điểm này chúng ta chưa đủ độ chín để nhìn nhận được những cái yếu tố này. Đến thời điểm này thì có lẽ là các bác cũng sẽ đánh giá được rồi. Mặt bông này không phải là mặt bông hồng, đúng không ạ? Nhìn tổng thể và dễ tính thì nó là bông hồng, nhưng mà nó không phải đâu. Chúng ta làm gì cũng phải rõ ràng với nhau như vậy, chứ đừng lập lòe, đúng không ạ? Cánh thì hồng rồi. Còn mắt đây là dòng mắt xước các bác nhé, mắt kẻ đấy. Đó. Đó. Và cái mũi của nó chính là mũi tím, đúng không ạ? Mũi tím. Lưỡi này thuộc vào dòng lưỡi ống, đúng không ạ? Như vậy, đây không phải là một bông hồng, đúng không ạ? Không phải là bông hồng. Để cho tất cả chúng ta cùng nắm và ánh xạ khi mà mua một cái bông hồng với một cái giá trị rất là cao trên thị trường, thì chúng ta phải nhìn nhận được tổng thể cái bông đấy nó đạt chuẩn về bông hồng hay chưa, thân lá của nó như thế nào, độ sai hoa của nó làm sao. Từ đó chúng ta đưa nó vào cái ngưỡng giá trị và chúng ta bỏ tiền ra thì thấy nó phù hợp, đúng không ạ? Video này thì em xin phép được kết thúc ở đây các bác nhé. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ, like để nhiều người khác cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc các bác sức khỏe.